Chào tất cả anh em, mình là Tài Ba Độ. Hôm nay mình sang bên Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội, Dokebo SC Project. Hai con đút và đít con MX125. Em có thể nhìn qua một chút. Nhìn tổng thể lên xe. Bây giờ trời rất tối rồi nên mình phải bật đèn ô tô để quay. Anh em thông cảm. Ok, em đổi anh cái máy với. Con này là mình cũng đã lên bầu hơi ô tô ở dưới rồi anh em nhé. Nên là bộ SC nổi rất chậm bấm luôn. Em chạy cho anh một hai vòng nhé. Từ sáng giờ chưa ăn gì được bụng anh em ạ, đói quá. Đi Thái Bình về sang nằm luôn con này là mất 4-5 tiếng liền. Rất là khoai luôn. Đất luôn. Đây bầu hơi ô tô dưới đây anh em nhé, bầu hơi ô tô dưới tạo âm thanh chậm ấm nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em xem clip của mình. Cảm ơn em cao một tí nữa đi cho anh em.